Mẹ mẹ nắm tay mẹ. Xuống. Ủa qua đây nè. Nè qua đây nè, mẹ đi qua đây nè. Qua đây nè. Màu trắng, đúng rồi, bông hoa màu trắng. Đi. Cục đá. Đi hẹn ổi. Đi. Đi đường bên đây nè. Mẹ đi hẹn ổi á. Con gì đây? Đi, qua đây hỏi nè bạn ơi. Cái cây, cái cây cao su. Rồi ra đây. U chà. Ủa, tiếng hồn quýnh cây. Cây đao. Nè, trái ổi nè, mẹ thấy ổi nè. Tiếng hồn. Thấy ổi nè. Đây nè, thấy chưa? Hái đi. Không biết hái đúng không? Nè, bứt ra. Đó. Con lại đi nè. Hái nữa. Hái đưa cho mẹ. Nè đi nè. Để xuống. Để đây nha. Rồi hái tiếp cái đó đi. Bứt ra. Đúng rồi, mạnh lên. Gì vậy? Rồi, mạnh lên. Bứt ra. Mạnh lên. Ui da, rồi để xuống. Đây nữa. Wow. Mạnh lên. Bụp. Mạnh lên. Được mà. Nè. Rồi. Được chưa? Rồi đi. Mạnh lên. Yeah. Woohoo. Rồi lụm. Đưa cho mẹ, đưa hết cho mẹ đi. Hết rồi, hái hết rồi. Rồi nữa. Đây. Nữa. Yeah. Quả ổi. Đúng rồi. Quả ổi. Mấy quả? Có mấy quả ổi? Một quả ổi. Hai quả ổi. Và ba quả ổi nha.